Rồi, sáng nay bây giờ mình bàn tiếp luôn vào cái nhóm TSRC cho xong cái nội dung TSRC sáng hôm nay. Đó. Thì với TSRC của những người trên 120 là nhóm cao. Cái mức độ 120 thì cũng tương đối không phải là ít người đâu, cũng có nhiều đấy. Như cái ngưỡng mà từ 150 trở lên thì hiếm hơn. Đó. Cái ngưỡng 150, cái ngưỡng này này rơi vào ngưỡng cái nhóm này nhá. 120 cho đến nó 150. Nếu như mà có thể được mình sẽ chia thêm cho mọi cả nhà một nhóm nữa. Nào, mọi người sẽ lên trải nghiệm thêm một cái nhóm nữa. Nhóm trên 150 là cái nhóm bị nhiễu phải không anh? Nhóm trên 150 là nhiễu, tăng động. Thông minh thì có rất thông minh nhưng nó gọi là tăng động. Cháu từng gặp một người trên 150 ấy, xong cháu hỏi họ thuộc nhóm khí chất nào, xong họ bảo anh là thuộc nhóm ưu tư, chú ạ. Đấy là do phần mềm, do cái bên người ta định dạng chính xác. Không, cháu đếm trực tiếp ấy ạ. Cháu Nếu đếm trực tiếp. 150 làm sao mà ưu tư được? Hiểu thế nào ưu tư? Vâng. Thế nào gọi là ưu tư? Những bộ não khỏe mạnh không thể nằm trong nhóm ưu tư được. Rồi, thì bây giờ mình học tiếp một cái nhóm này gọi là mình sáng nay mình sẽ học tiếp cái nhóm đặc trưng là nhóm 120, 100 nhóm trên 120, nhóm trên linh hoạt. Nhóm này gọi là tăng động. Đó. Cái hiện tượng là nhiễu. Nói từ tăng động là nó dùng từ trẻ con thôi. Nó gọi là hơi hơi yếu tố loạn một chút. Rồi, thế thì còn cái ngưỡng mà trên 120, 140 thì nhóm này thì là bắt đầu nhóm cao hơn rồi. Nhóm nó gọi là bất thường một chút, cao hơn. Đặc trưng của nhóm này thì đặc trưng của ngưỡng 120 ấy, thì nó xếp vào cái nhóm nóng lạnh. Nhóm này. Tính cách này. Đó. Nó gọi là có tính tính nóng này là cao hơn. Nóng vội. Thì còn mình không gọi nóng này, nóng vội cao hơn, nó vừa nóng vừa vội. Đấy, đặc điểm của nó là gì? Nhận thức nhanh, rất là nhanh. Đấy, đặc biệt nữa là ưa hành động, chân tay không dừng được. Những nhóm này là đấy, ưa hành động. Đấy. Mà có hơi một yếu tố là hành chân tay nó không dành không dừng im được. Thì nhóm này gần như là nó gọi là luôn chân luôn tay. Chúng ta lưu ý về nhóm này. Đấy, gặp vấn đề trong cái là khó ngồi im. Đấy. Nó có phải chạy hết chỗ nào ra chỗ kia. Đấy, yếu tố này gọi là tăng động một chút. Đấy. Thế thì những cái người 80 120 này thì họ làm cái việc gì đấy? Nhóm này cái mạnh cái gì? Chính là mạnh về hành động. Nhanh. Đó. Hành động và đứng nhanh. Đó là thế mạnh của nó. Nhóm này thì thường thường đa số là thích hành động thôi. Cho nên cái nhóm này ấy, nó rất hợp với những cái người này này đấy, trong lĩnh vực về như là vận tải. Đó. Vận tải là phù hợp với nhóm này. Những cái công người, những cái nghề. Đó. Những cái nghề như là logistics vận tải phù hợp nhé, những công việc này là những cái nghề như công an, là những cái nghề gọi là cái gì, Vận động viên điền vận động viên, đúng rồi, kinh chính xác, võ thuật vận động viên thể okay. thao. Đấy. Hoặc là gì nha, những cái người làm về lĩnh vực về kiến trúc xây dựng là cần nhóm này.
hoặc là những cái người mà gì nhỉ, vận tải, vận động viên, thể thao, xây dựng, khỏi còn cái nghề gì nữa, biểu diễn cũng được anh, chính xác nó gọi là biểu diễn. Ok. Đó. Biểu diễn được bởi vì nhóm này nó ưa hành động của nó giỏi. Nghề giao hàng. Đấy là những cái mình liên quan đến tận dụng được cái chỉ số này. Họ là họ năng lượng họ cao đấy. Những cái người này đặc điểm là gì? Năng lượng cao. Công an bộ đội hợp công an bộ đội nhỉ? Cao. Tính này cũng là từ tính hướng ngoại. Những người này là đa số là hướng ngoại này chính. Đó. Ok. Trên này nó còn là những cái nghề như công an bộ đội. Chính xác đấy. Vì những mà cần cao to mà đúng không? Đấy. Những người thường thường những người sức khỏe là rất là tốt, nhưng những người này hay bị một hiện tượng mà người biết là nhược điểm của nhóm này này, bọn này hay bị huyết áp, nhịp tim cao, những cái nhóm này, này đặc trưng của nó. Về khảo sát mẫu chung thì họ hay những cái người này nóng nảy, mà nóng nảy thì cũng nghe máu nó dồn nhanh, bản chất là tim đập nhanh, máu dồn nhanh thì nó sẽ sinh khởi gì như nóng nảy thôi. Đấy. Nghĩa là thường thường những người là nhịp tim họ là cao. Đấy. Do vậy mà cái tính, do vậy mà khi mà nóng lên hoặc là gì nó rất là nhanh, trên nhóm này vậy. Họ cần phải hành động. Đấy. Thì những cái người mà những cái công việc nó thiên về hành động, đó chính là cái nhóm này, hành động hơn đấy, là nhóm này. Đấy. Thì những cái nghề giả sử những cái công việc thì không phù hợp, những cái người mà nóng này mà nóng vội này thì ngoại giao có phù hợp không? Không. Không phù hợp lắm đúng không nhỉ? Phù hợp, ngoại giao không giỏi lắm. Cái công việc nó đòi hỏi cái sự nó gọi là cái sự hài hòa, khéo léo. Khéo léo thì nhóm này lại không, nó không không, không hẳn. Nhóm này nó giống như là cái đặc tính của nhóm này, nóng nảy là cái gì? Yêu thì yêu mà không yêu thì nó nói là không yêu. Giả dép cho tôi đi về. Đó. Cái đặc trưng của nhóm này nó có đặc điểm như vậy, nó rất là thẳng thắn. Nhóm này một cái đặc điểm của nó rất là thẳng. Tính nó rất là thẳng. Thật. Đấy. Đương nhiên những cái nhóm nóng thì cái bao giờ cũng thế, nóng thẳng thật nó đi liền với nhau. Đấy. Cái ba cái từ này khi mà nhóm cao này nó gọi là nóng này, nó rất là bao giờ cũng thế, thì nó sẽ có tính thẳng và nó gọi là có tính thật. Đấy. Nhưng mà đồng thời nó cũng chỉ là nó có tính thô ở đây. Ừ đúng rồi. Chưa. Đấy. Nên là mọi người để những cái người nóng thẳng họ rất là thật và thô, nó gọi là thô thiệt, hơi thô một chút, giống như là nó dùng những cái từ thô là gì, nó phản ánh nhanh. Đấy. Giống như đi vệ sinh thì nói là đi tôi đi tôi vệ sinh tôi toilet thì đấy, còn nó nói đi hái hoa hiếc lằng ngoằng không hiểu. Đấy. Anh Trung có thuộc nhóm này không mà tâm đắc vậy? Nói chung ông thuộc cái tính này, ông không thích nói dài dòng, ông thích nó ngắn gọn đi và cắt nghĩa ngay lập tức. Cho nên anh Trung anh có cái tài giải thích, anh này có những cái người ngược của họ có tài giải thích. Lý do là gì? Bởi vì thứ nhất là nó có cái vấn đề là cái đặc điểm của mình là nắm được nguyên nhân. Cái thứ hai của nó là mình cắt nghĩa, mình thích cắt nghĩa, mình không thích trình bày nhiều. Đó, thích cắt nghĩa. Đó. Thứ ba nữa là gì? Nó gọi là đi vào điểm bất thường. Đó. Đi vào điểm bất thường có nghĩa là tập trung vào những cái điểm gọi là điểm nút, điểm thắt. Đấy, cái thứ nữa của mình nữa, mình giỏi nữa, cái nhóm ngược ấy, nó có một đặc điểm nữa là nó có tính gọi là tính thẳng, không ngại, không sợ ngại sợ mất lòng. Đấy. Đấy, thẳng ở đây là gì? Nó nghĩa là đi đi vào bản chất của vấn đề luôn. Đấy. Đi thẳng vào bản chất, đi thẳng vào trọng tâm của vấn đề ngay. Đấy, là đấy là một cái đặc điểm đấy, của anh Trung. Thường thu thiệt, thẳng thật thô, thường thua thiệt. Thẳng thắn, thật thà, thường thô thiệt. Thì bao giờ cũng vậy, bởi vì nó thật mà. Thật thì có nghĩa là gì? Là phải phản ánh đúng cái bản chất của vấn đề. Đấy, chứ còn những cái người mà không thật ấy, thì bắt đầu họ cố tình họ lắn néo để làm gì? Họ có lợi. Đúng không? Thêu dệt, bơm vá để chuyển hướng vấn đề sang có lợi cho mình. Đó. Cho nên tất cả những cái người mà chúng ta để ý rằng là họ luôn luôn lắm theo cái bản chất của người khác để có lợi cho mình, đặc biệt là chúng ta thận trọng với những cái người bán hàng mà họ luôn luôn là khen sản phẩm của người ta. Đó. Rồi là tả dịch vụ của người ta,
Đấy, hoặc là họ đề cao, họ không 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 thèm để động cái nhu cầu của mình mà họ chỉ có nhăm 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 họ nói về vấn đề của họ thôi, thì chúng ta hiểu rằng cái người đó là người lại không đăng tin, đúng không nhỉ? Đấy, không đăng tin. Những cái người mà họ không quan tâm đến sang cái người bên đối sang bên bản thân mình ấy, xem là nhu cầu mình cần gì. Có nhiều người giả sử như là hôm trước mình đi mua một đôi dép chẳng hạn. Đấy, một cái bà cứ thao thao bảo là dép này tốt lắm, này nhựa này tốt, là giá thì rất là rẻ này kia. Đấy. Đấy. Đi rất là bền này kia. Đấy. Họ cứ nói thao thao về sản phẩm của họ thôi. Đấy. Nhưng mà mình kết luận một câu rằng tôi không mua dép, tôi không để đi, thế bà ấy tắt hết. Thế thì chú làm cái gì? Tôi mang về tôi cọ lưng cho trẻ con ấy. Thế là thôi, không không tả gì được nữa. Thì chưa hết này, cái đặc trưng của những người khác thường thường nó hay có đặc thù là những cái người mà không thật ấy, nó hay hay có xu hướng là lái vấn đề của họ để mang mục đích lợi ích nào đó. Cái nhóm này là thẳng thật thôi nha, cả nhà lưu ý. Cái nhóm này thì nó thích bộc trạc, nhóm này là không ngại, nó không có những cái nhóm này nó đôi khi là thích châm biếm một tí đấy, bởi vì cái sức khỏe thần kinh của bọn này nó khỏe, nó tốt, cho nên là bọn này nó lại cần có một cái nhu cầu là thích, ưa thích sự kích thích một chút đấy. Nó giống như là nó dư thì nó phải thích nghịch ngợm đấy. Khi người ta dư giống như là người ta thừa tiền rồi, người ta thích bỏ một cái khoản tiền ra riêng nhỏ nhỏ để làm cái trò chơi, rồi mà làm một cái trò tiêu khiển nào đó. Đặc tính ở nhóm này nó là để như vậy. Nhóm này thì trêu đùa thoải mái, không sợ nó tự ái, không sợ nó mất lòng. Đấy, mà như vậy vậy nó lại thích Chỉ sợ nó nóng tính, hả? không sợ nó tự ai, chỉ sợ nó nóng tính, nó đấm nhau. Thì đương nhiên là đừng, nhưng mà bọn này ấy, thì đặc điểm bọn này ấy, thì nó cũng không sợ nó nóng tính lắm đâu, nhưng mà cái đừng đừng bọn này ấy, thì một trong những cái nguy hiểm nhất là không nên 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 dùng bọn này, đó là không nên dồn ném nó, à không nên dồn nó vào đường cùng nha. Đấy, bọn này dồn vào đường cùng thì nó mới rất là điên này, đấy, cho nên nó mới ông ngược là cẩn thận với mấy thằng này. Đấy, không nên dồn bọn này vào đường cùng. Bọn này chỉ cần làm như thế thôi, có nghĩa là mình làm gì thì làm, nói chuyện gì thôi, nhưng mà phải cho nên nên nhớ là cho nó có đường thoát. Bọn này mà bị dồn vào đường cùng ấy, nó nóng, nó điên lên đấy. Nó điên lên, nó chuyển sang chân tay thật, nó chuyển sang chân tay rất là nhanh. Đấy, những cái nhóm này thì thường là nó cái cách giải quyết vấn đề mâu thuẫn của nó bằng hành động đấy. Cho nên là những cái bà vợ mà có những ông chồng của nhóm này là cãi nhau là nó dùng tay chân để nói chuyện chứ nó không dùng mồm đâu. Đấy, lưu ý. Đấy. Thì đấy là cái ngưỡng TSRC 120, 140 này. Cả nhà cùng. À, mai mai kia mà tuyển tuyển con rể là xem con gái mình có võ thì thì phải tuyển cái đứa nó ET thấp, mà con gái mình nó thấp thì ấy ra không là đến lúc lại hai đứa mà cùng có võ cả là Đó. cùng cao cả Nó là nói chuyện bằng chân tát tay. luôn. Đó. Nó sẽ nói chuyện bằng chân tay đấy. Đó. Nhóm Vậy này suy ra đặc nếu điểm mà là gì? Nhóm này đặc điểm của nó là nó sẽ giải quyết mâu thuẫn đấy. Nhóm này đặc điểm của nó là xử lý mâu thuẫn bằng cách là hành động đấy. Xử lý mâu thuẫn này. Cả nhà lưu ý. Mâu thuẫn hoặc xung đột. Đó. Nó bằng hành động. như cái nhóm linh hoạt lúc nãy là nó sẽ xử lý bằng bằng thương lượng đúng Này không ấy, em? thì nó vẫn còn con mồm mép một tí, nhưng mà bọn này dồn nó nén quá, nó nén cao lên thì nó cũng ra chân tay này. Đấy. À, nhưng mà nó vẫn thích thương lượng hơn. Thì đương nhiên nhóm này thì nó vẫn còn cái nhóm này là nhóm tỉnh táo mà, nên nó vẫn còn nó vẫn còn cân nhắc được. Nhóm này nóng này là mất khôn này, nhóm này rất là nóng này mất khôn. Nhưng mà cái xu hướng của nhóm này ấy, đặc điểm là gì, người ta để quan sát người ta phát hiện ra rằng là cái nhóm này ấy, thì từ đặc điểm của nó là khi mà có xung đột mâu thuẫn ấy, nó xử lý này nó bằng hành động nhiều hơn ấy. Hành động nhiều, hành động ở đây cũng là chân tay hoặc làm cái gì đó, cho nên là cái nhóm này thì lên phải lưu dựa dựa chừng cái yếu tố này. Nhưng mà cái nhóm này đặc điểm của nó là không nên dồn nó đường cùng ấy. Bởi vì thực ra nó chịu đựng tốt, nhưng nó dồn vào đường cùng ấy, thì năng lượng nó cao mà nó bật lại. Giống như chúng ta dồn một con chó vào cái góc ngõ cụt. Đấy. Thì bản chất lúc đầu thì nó sợ vì nó còn đường chạy. Nhưng mà khi chúng ta dồn vào cái điểm mà nó không còn đường chạy nữa, thì nó sẽ quay ra nó cắn lại mình đó. Đấy, những cái nhóm này là tuyệt đối không nên dồn nó vào đường cùng. À,
hôm nay tôi phát hiện ra một vấn đề rồi anh Lượng ơi. Ừ. Là cái công thức mà gia đình gọi là hợp nhau ấy, vợ chồng hợp nhau ấy, là công thức là TFRC của hai vợ chồng là bằng 200 là hạnh phúc. Ừ. Lớn hơn 200 là nguy hiểm, mà nhỏ hơn 200 thì gia đình nghèo. Ừ. Nghĩa là bằng 200. Vợ cộng chồng bằng 200. Tại vì nếu mà chồng 120 thì vợ chỉ được 80 thôi. Còn còn vợ mà 120, chồng 120, 240 là đánh nhau suốt ngày, mà vợ mà 60, chồng cũng 60 thì là nghèo thì cũng không ở được với nhau. Vậy thì 200 là hợp lý. Vợ anh chọn cái ngưỡng đẹp nhất 80 đến 120 gì nữa là nhóm linh cần gì. Ừ, nhưng mà vấn đề ở đây hoặc là ông làm nhau ấy. Nó quan trọng là cái sự hỗ trợ nhau, có nghĩa là tròn. Nó là hai cái mảnh ghép khác nhau anh ơi. Ừ, hợp nhất đúng không? Vậy nó là cái sự, nghĩa là lấy tiêu chuẩn giống như nó là tỷ lệ vàng. Cái đấy nó nằm trong một cái tỷ lệ nào đó, nhưng không nhất thiết phải là 200. Có nghĩa là 200 là đẹp. Ừ. Tại vì nếu mà người 60 thì cộng với cả 140 thì là thằng nóng tính cộng với cả thằng trầm tính thì chắc chắn ở được với nhau. Hoặc là hai thằng cân khoảng 100-100 là hợp lý, hoặc là những cái tần số sóng nào nghĩa là gần gần với nhau ấy, thì họ nó gọi là cùng tầng, dễ giao thoa đúng không nhỉ? Đấy, nó dễ giao thoa với nhau. Đấy. Ok, thì còn một cái ngưỡng 150 này thì nhóm này thì là hơi nhiễu loạn, hơi rất là, nhóm này thì rất là, nhóm này thì hơi có hiện tượng là nó hơi loạn một chút. Nhóm này là hơi bất thường nhá. Nhóm 150 thì cái biểu đồ sóng não lúc nãy là nó thuộc cái nhóm mà sóng liên tục nhìn nó đã nhiễu đấy đúng không anh? Ừ. Nóng này. Đặc điểm của nhóm 1/150 này rất là nóng tính đấy. Nhóm này nóng hẳn luôn đấy. Nóng tính này. Có ở này. Một này. Cái hai đây này. Hơi nhiễu loạn. Hành vi. Đấy. Mức độ thứ ba biểu hiện là gì? Mức độ phân tán rất là cao. Đấy. Đặc trưng cái nhóm này. Cái nhóm trên 150 này. Cái nhóm này thì nó thường thường ưa cái sự độc lập ấy. nó không bởi vì tính cái nhóm này nó hơi khó tính, nên nó hơi ưa sự độc lập, nên mà nó cái tính đây là cái tính này nó gọi là một trong những cái nhóm này tính tự cao. Tính tự cao rất là mạnh, tính khẳng định bản thể của nó rất là cao. Đây là C đây. Đấy. Nhóm này để có tình nhiễu thì đó là cái nhóm về TSRC, một số cái phổ biến. Thì cái nhóm này thực ra cái nhóm TSRC cao trên này thì nó cũng là cái nhóm hành động. Thường thường như cái nhóm này nó đi theo những lĩnh vực về nghề, những người này đi theo nhóm nghề nhiều hơn. Đấy, họ làm cái công tác gọi là nghề chuyên môn của họ trong những việc nghề nghiệp nghề. Đấy, con này chỉ giỏi hành động thôi, hành động rất là giỏi, nghề tốt. Thì đó là cái, như vậy là chúng ta tìm hiểu được xong cái TFRC. 3 buổi sáng, 4 buổi sáng nhỉ, hay 3 nhỉ? 3, 1, 2, 3. Ok, 3 buổi sáng. Anh ấy có cần ghi âm nữa? Đang ghi âm đây mà. Cái nhóm nhiễu tác động này thì nó nhanh quá và nó khó kiểm soát, cho nên là nó sẽ hay gây ra cái hậu quả đúng không anh? Đúng rồi. Cái nhóm này thì thường thường là nó cái nhóm này có nguy cơ là tai nạn cao nhé. Tai nạn lao động và tai nạn cả gái cũng vậy. Đặc trưng của nó giống như cái luồng xoáy ấy. Cái vòng này là vòng xoáy rất là cao. Thường thường như cái nhóm này đa số là nhóm trùng quân.
chủ quân đấy, những người mười hoa đấy, những cái người đặc biệt, những người mười hoa trở lên đấy, tám à, những người mười hoa, tám chín hoa thì nó bây giờ là nhóm này. Đấy. Những cái người mà tầm ngưỡng này này thì nó có cả hoa tay, những người này là những cái nhóm này thì hoa tay hai tâm là nhiều nhất, hoa tay hai tâm hoặc là trùng nước kết hợp với hoa tay hai tâm, trùng nước kết hợp với hoa tay một tâm. Còn những người từ từ nhóm này trở lên này là thường thường là hoa tay, có hoa tay mười ngón. Em thấy những cái đứa trẻ mà nó đẹp nhất là nó ở nhóm từ 80 đến 120 là bố mẹ sẽ đỡ vất vả hơn. Còn nếu như những đứa mà nó thuộc cái nhóm ưu tư trầm tĩnh và cái nhóm nóng nảy ấy thì là vân tay hoặc là thấp quá hoặc là cao quá thì bố mẹ sẽ thường hay gặp vấn đề khó khăn khi khi giao tiếp, khi thấu hiểu con và hay đi tìm để làm sinh trắc vân tay. Ví dụ như em thấy có mấy bé như hôm trước là một nhóm bốn bé mà có bé Minh Phương ấy, cái vân tay của nó có những ngón đến 20 vân. Thì mẹ bảo là rất khó hiểu bạn này, bạn chưa bộc lộ cái gì hết, rất là khó hiểu. Hoặc là như cái bé Diễm ở trong Bình Dương ấy, thì có những ngón nó cũng 15, 16 vân, thì bố mẹ cũng rất là khó hiểu. Nhưng mà cái bài báo cáo của bạn Đặng Việt Trường hay cái gì vừa nãy anh Lượng đưa lên mà em thấy họ chia là 4 nhóm, cái nhóm TFRC dưới 60 họ nói là dưới mức quy định à. Thì em thấy họ dùng cái từ như vậy nó không được hay lắm. Bởi vì bố mẹ nhìn, nếu như nhìn bài báo cáo và thấy TRC của con như vậy thì họ sẽ bị nó là không nó mất lòng tin ấy. Nếu như mà đặt tên giống như cái cách anh Lượng làm á, là nó nhóm ưu tư trầm tĩnh thì nhìn vào đấy họ đã hình dung ra được ngay cái tính cách của con và họ cũng biết được cái ưu và nhược điểm của con là gì. Nhưng họ vẫn có lòng tin bởi vì họ vẫn thấy được những cái tiềm năng của con á. Em thấy vậy. Ừ, đúng rồi. Đây là cách dùng từ. Dạ. Đây mình chia ra như này thì mình vừa là nhìn thấy khí chất của nó luôn đúng không? Đấy. Mình dùng cái này mình đưa vào. Mấy cái từ này họ nhìn vào mấy từ này là họ hình dung ra được luôn cái tính cách của con của cái người đấy. Ok, bây giờ là 6:21. Rồi, như vậy sáng nay chúng ta đã xong được phạm vi, đóng được phạm vi của TFRC. Đấy mới là một trong 6 tiêu chí. Đây mới chỉ là một trong 6 tiêu chí để trong cái bảng của mình thôi. Anh Lượng rõ thêm một chút. Có nghĩa là nếu mà cái người mà dụ cái nhiều vân gọi là nhiều hoa tay ấy, nghĩa là thì là cái mật độ đường vân nó sẽ cao đúng không? Đúng rồi. Ví dụ bạn là 9-10 hoa tay thì mật độ nó cao thì cái thì lại thành là nó bị đấy, nóng này rồi nó nhiễu. Thì nhưng mà tại sao tôi làm ví dụ tôi chỉ có một cái hoa tay thôi, chỉ còn là 9 cái nước thì tại sao nó cũng nóng? Đấy thì tại sao lại thế? Thì giống như phân tích lúc đầu ấy. Vâng. Thì là gì? Thì cái nóng tính ấy, bản chất có khoảng độ 8-90 thôi, cũng phải cao. Ừ. Chứ mà cả thằng cu như tôi cũng thế. Cu thì nó cũng 7 hoa tay thì nó cũng TRC thì nó cũng khoảng độ 90 hay là bao nhiêu đấy thôi. Mà nó cũng nóng tính. Thì ở đây ấy, cái sự nóng lẩy những cái người mà từ tầm thực ra cái nhóm này này, cái nhóm này thì nó ở cái tính cách của những người 80-120 này thì nó bao hàm chứa cả những cái nhóm này trên này. Đấy. Anh hiểu chưa? Nó bao hàm những nhóm này nó mang tính chất là nó gọi là nó, thậm chí nó cũng có nó chứa được cả những cái hàm này. Đó. Thì nó cho có hết nhưng mà chỉ khác nhau là gì? Đó. Chỉ khác nhau là cái cường độ nó xảy ra. Anh lưu ý. Rồi tần suất. Giống như là tần số nó xảy ra thôi, giống như là chỉ tính anh cũng không phải có nóng tính không có nóng. Nhưng khi nào anh cũng như là chỉ có một cái giai đoạn nào đó mới nóng thôi. Như là phải ở một cái tình huống nào đó mình mới nóng. Đúng không nhỉ? Đúng rồi. Nhưng về đa số trong thời gian ấy, mọi người thì nhận xét là ô anh ấy là anh ấy hiền mà. Anh ấy thoải mái mà, anh ấy là ổn mà. Đúng không nhỉ? Đấy. Đấy. Thì đó là cái có nghĩa là mọi người rất ít khi nhìn thấy anh nóng nào. Ví dụ vậy. Đấy.
Vậy là hôm qua như bạn Trung Vũ có hỏi là có bao giờ mà cái nhóm linh hoạt nó lại chuyển xuống nhóm ưu tư hay trầm tĩnh không thì sẽ có. Thì bản chất những cái nhóm này thì có nghĩa là khi mà một cái người giống như là một cái kho là nó rộng đấy, thì có nghĩa là ông chạy được nhiều chỗ mà đấy. Nhưng mà là cái những cái nhưng mà cái mức độ này nó biểu hiện được nhiều nhất, cái hàm lượng này nó chứa nhiều nhất. Chứ còn trong một con người chúng ta cũng có những lúc mình ưu tư, cũng có những lúc mình nóng nảy đấy, thì mình sẽ ưu tư vào những lúc nào, đúng không, những khoảng thời gian nào. Đấy, thì nó vẫn có chứa đủ, nhưng mà ở đây mình xét là cái mức độ nào nó xảy ra nhiều nhất. Đấy, Ừ, rồi, rồi, đúng rồi, không phải cường đúng độ không? nó diễn ra nhiều nhất, giống như chúng ta nghiên cứu về sóng não ấy. Khi nào giả sử khi chúng ta ngủ thì cái sóng não của cái sóng 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 delta theta này, đúng không, nó diễn ra. Đấy, thì có nghĩa là nó thay đổi theo trạng thái cả thời gian nữa. Đấy, mỗi cái yếu tố nó cũng theo theo yếu tố thời gian nữa, nó theo yếu tố ngoại cảnh là tác động. Đấy, giả sử mặt trời những cái mùa hè thì đương nhiên tính cách người ta sẽ nóng nảy bao giờ cũng vậy, khó chịu thì sẽ nóng nảy. Mùa đông thì khó nóng hơn, mùa hè thì rất dễ nóng nảy. À rồi, Đó hiểu tức rồi. Nói theo nhà Phật là ấy gọi là trạng thái tâm, nghĩa là người mà nóng nảy hoặc gì là trạng thái tâm người ta thường hay ở trạng thái sân, còn đúng người rồi. ưu phòng kia. Ừ, nghĩa là cái thời điểm thôi chứ không phải là. Chứ còn Ừ, không đúng phải rồi. là những cái người này mình kết luận là người này nóng nảy, nhưng mà cái tính nóng này nó đối với những người này nó xảy ra một cách Thường nhiều hơn xuyên. so với người bình thường. Ok, Thế đúng thì người đúng. ta mới xếp ra để cho người ta biết rằng à người này nóng nóng thì làm gì, đừng có trêu tức nó, đừng có Ừ. chọc nó. Đấy, hoặc là chọc nó trêu nó chỉ đến mức độ nào đó thôi, đừng 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 để nó quá quá nó điên lên. Đấy, thì cái này nhóm này. Ok, thì đấy là cái về cái nhóm TSC mình tận dụng nó trong cái vấn đề nghề nghiệp công việc. Đấy, nóng này thì dễ gãy dễ đứt đúng nhỉ. Đấy, như vậy giả sử như đi tuyển dụng này, ông này chỉ là thuê để làm ông này những cái món những cái bọn này này thì thuê về làm xong thời vụ xong trả tiền cho mày đi chỗ khác đúng không nhỉ, bởi vì là thằng này nó làm mình lúc mình thì nó hợp, nhưng mà làm lâu lâu là nó điên lên là nó chửi mình luôn. Ồ, học biết cái này xong áp dụng vào tuyển dụng cực cực Ờ chuẩn luôn. thì đúng rồi, Trước trước thì có biết còn nhiều về phạm vi chứ trong giao tiếp. Thế những cái ông nóng này này thường thường mọi người có biết là người ta ở được lâu với người khác không, không không ở lâu được đúng không nhỉ. Đấy, rồi. đấy, thế thì người ta chỉ cần những ông này chỉ muốn là gì, ô có việc này ông giải quyết cho tôi, thì ông này làm rất là nhanh, ông làm rất nhanh gọn, năng lực não bộ nhanh mà thông minh, vừa cũng thông minh, những nhóm này là thông minh nhanh, nhưng mỗi mỗi bị một cái nhược điểm, những cái thông minh của nhóm người này bị không bù lại được cái nhược điểm đó, nó tính nóng này. Đây là một cái điểm dở. Đấy, do vậy mà những cái người này ấy, họ thông thường ấy, họ chỉ có được cái nhược họ cái hay của họ, nó gọi là họ chỉ xử lý tình huống thôi. Những cái nhóm này đây là một trong những nghề nhỉ, dính nhóm này nhé, rất giỏi những tình huống gọi là cứu nạn này. Đấy, Cứu hộ cơ nạn, à, cứu hỏa, cứu hộ cơ nạn. cứu hộ, đấy, cứu nạn, cứu hỏa. Đấy, những cái nhóm này vào cái việc đấy thì phù hợp, nhanh, phản ứng cực nhanh luôn. Cái phản ứng bản xăng bản xạ bản năng của bên hông, những cái người mà TSC cao là phản ứng bên ngoài họ rất nhanh, đó chính vì thế mà những cái công tác cứu hộ cứu hỏa cứu nạn đó, họ rất là phù hợp với người ta. Mấy ông này giống như chỉ là mấy ông cứu hỏa nuôi ông cái ngồi ăn sẵn đấy thôi, khi nào có hỏa hoạn thì chúng mày chạy đi, nghĩa là chỉ dùng để giải quyết tình thế tình huống đúng nhỉ. Đó, thế thì trong cái ứng dụng nhân sự của ta cũng thì phải hiểu cái đặc thù này. Cái nhóm này mà khi đánh nhau ấy, gọi ra quánh nhau thì rất là nhanh. À, con này học làm võ sĩ được, Đúng học làm rồi. võ nhỉ. Chính xác. Cho nên là nó gọi là những cái đám này nó gọi là lui 3 năm chỉ dùng vài giờ đấy. Đấy, cái nhóm này này. Đấy, cứ lui để đấy thôi. Nhưng mà khi dùng đến nó thì là mạnh. Đấy, thì đấy là đặc điểm của cái nhóm này. Hôm 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 qua tuyển đầu bếp thì một cô nữ và một cậu nam thì đều thấy có đặc điểm chung là có GVKP ở ngón trỏ, có nghĩa là hình như là cái nghề đầu bếp là nó cũng nói như anh là nó cũng cũng thuộc là cái tính 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 sát này hay là ấy Chính này, xác đúng rồi, có nghĩa nghề đầu là bếp, có nghề nhiều đầu vân bếp là tay phải có tính xác. và có nhiều vân tay, nghĩa là vân tay VKP gọi là nhiều luôn, nhiều và có đều đều có một cái cậu đầu bếp là giỏi hơn thì có ba vân tay ngược Ừ hai đấy, chính xác đấy,
cái trò, và cái cô nữ kia cũng có một cái trò và thẳng tính, đều thẳng tính và trực tính. Hình như là đầu bếp là nó cũng hợp với cả nhóm ngược. Chính xác, những người đầu bếp là nó phải có tính xác một chút. À. Thì nó mới thỏa mãn đúng cái năng khiếu của người ta. Ừ. Thì cái người đó là họ có năng khiếu và họ thích, họ chấp nhận việc đó. À. Ừ. Chính vì vậy mà khi mình để ý ra ngoài cuộc sống ấy, cho mình nhìn thấy những cái người mà nó giỏi lĩnh vực đó là mình phải nhảy vào mình soi luôn. Đấy, mình mới nhìn thấy một, mình mới nghiệm ra một vấn đề rằng à lý nó có một cái nó có một cái đặc tính nào đó chứ nó không nó để làm cho người ta giỏi. Thực ra ở đây thì mình gọi là có cái tố chất,